Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Hiện Nhân TV. Thì ngày hôm nay sẽ là một chiếc video nói về một ngày Chủ nhật đi chơi cùng với chị ba của mình. Lúc này là tôi tới được Vincom rồi nè. Mà thấy cái bức tường này xinh quá cho nên nhảy vô vừa quay vừa chụp luôn. Lúc này là chị mình đang lấy vé nè. Và phim hai chị em mình coi của ngày hôm nay là Conan Movie thứ 25, Nàng Dâu Halloween. Lúc đầu mới đi vô tôi hết hồn, tôi tưởng có hai chị em tôi hả? Hên sao mà một hồi thì có mấy người ngoài sao như trên video đó các bạn. Đó thấy không? Không một bóng người luôn. Lúc này là bắt đầu chiếu phim rồi nè. Mà công nhận mèn đất ơi, trong cái movie lần này á, Conan đúng hậu luôn. Lúc mà tôi đi coi cái phim này á, là tôi đi theo tín hiệu vũ trụ nổi rần rần trên top top á nghe. Cái video này tôi cũng quay lâu rồi mà bây giờ tôi mới đăng á, xin lỗi, tín hiệu này hơi trễ. Sau khi coi phim xong thì cũng tới trưa rồi, cho nên hai chị em mình quyết định đi ăn mì cay nè. Đó, hai chị em mình á thì người tô hậu cảm, người tô hải sản. Mẹ nói coi, tự nhiên lúc này edit cái hèm ngang, chắc họ đi mua tô ăn quá. Rồi, bây giờ mình sẽ chén hết tô mì này nha. Mời các bạn ăn chung cho vui. À quên, mời cũng đâu có ăn được đâu. Ăn xong thì hai chị em mình lúc này đang uống trà sữa nè. Trà sữa thì ngon mà view cũng đẹp nữa. 10 điểm. Đã có view đẹp thì phải có hình đẹp. Nhưng để có hình đẹp thì làm sao tôi cũng không biết nữa. Này nếu coi tới khúc này tự nhiên cái tôi bị sượng à, không biết chụp làm kiểu sao hết trơn. Sau khi chụp xong thì tự nhiên tôi thấy tôi có năng khiếu về người mẫu ghê luôn. Người mẫu bên vàng cây nè. Người mẫu có mái tóc bay bổng thật ấn tượng. Người mẫu có chiếc mắt kính thật cool ngầu. Lúc này là trời vừa tạnh mưa cho nên hai chị em tôi liền xách đít đi về nè. Và như vậy cũng hết một ngày Chủ nhật của hai chị em tôi rồi đó. Và ok, comment tất cả các bạn để xem hết video này. Nếu như các bạn thích video này thì đừng quên nhấn like, share và subscribe. Nhớ nhấn cái chuông thông báo để nhận được thông báo sớm nhất khi mình gặp video mới đó. Còn bây giờ thì bye bye.